Chào các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của siêu thị điện máy Ecomart. Hiện tại thì trời mưa nồm ẩm đang kéo dài rất là nhiều ngày, kèm theo đó là nhà cửa của các bác nhà nào cũng rất là ướt, khó chịu đúng không ạ? Vậy giải pháp là gì? Rất là đơn giản thôi. Các bác hãy qua ngay siêu thị điện máy Ecomart, lựa chọn cho mình những chiếc máy hút ẩm này, hoặc là dòng máy hút ẩm kết hợp lọc không khí, kèm theo với đó là hãy sắm cho mình nhà mình ngay những chiếc máy sấy quần áo. Và máy sấy quần áo thì tại siêu thị điện máy Ecomart bên em có rất là nhiều mẫu để các bác có thể tham khảo và trải nghiệm. Với các dòng máy sấy thì sẽ có từ máy sấy thông hơi này, máy sấy ngưng tụ này và máy sấy hít băm để phục vụ cho cả nhà. À, máy sấy thông hơi thì sẽ có các thương hiệu như là Aqua, Gelang, Electrolux. Giá sẽ dao động cho các bác là từ khoảng hơn 5 triệu đồng trở lên là các bác đã sở hữu ngay cho mình một chiếc máy sấy thông hơi rồi. Ưu điểm của máy sấy thông hơi là gì? Là những gia đình nhà bác nào có cái diện tích chật hẹp thì các bác có thể để trồng hoặc là úp ngược lên trên máy giặt được. Điểm thứ hai là máy sấy thông hơi nó sẽ có cái giá thành rẻ so với các dòng máy sấy khác, vẫn đảm bảo được rằng là quần áo của các bác khô cả nhà mình nhé. Thì có khá là nhiều thương hiệu, ví dụ như là mẫu sấy của Gelang hay là của Whirlpool hay là Aqua thì giá cũng dao động rất là tốt thôi, hơn 5 triệu là các bác đã mua được rồi. Bên cạnh đó là các bác mà muốn tham khảo sang những hàng nhập Thái Lan thì các bác có thể tham khảo Electrolux dòng máy sấy thông hơi. Thì máy sấy thông hơi của Elect thì giá sẽ dao động cho các bác từ khoảng hơn 8 triệu đồng. Một số các dòng máy sấy khác, ví dụ như là máy sấy Electrolux hoặc là máy sấy của Samsung và LG thì dòng hít băm giá nó sẽ dao động cho các bác là từ khoảng 14 triệu đồng cho tới khoảng 20 triệu đồng là các bác đã sở hữu cho mình một chiếc máy sấy thông hơi rồi. Sẽ có rất là nhiều các mẫu mã và chủng loại. Thì các bác cần tư vấn cụ thể về mã nào, các bác có thể để lại bình luận cho siêu thị điện máy Ecomart để bên em hỗ trợ tư vấn cho các bác, hoặc các bác liên hệ trực tiếp tới hotline bán hàng với số điện thoại là 0974178586 để bên em có thể tư vấn và báo giá cho các bác. Bên cạnh đó thì ngoài sản phẩm máy sấy quần áo thì các sản phẩm như là máy lọc không khí này hay là máy hút ẩm kết hợp với cả lọc không khí là những cái sản phẩm mà hiện tại cũng được khá là nhiều người quan tâm. Với máy hút ẩm thì các bác không cần phải lo lắng về cái vấn đề là nhà cửa của mình bị trơn trượt hay là bị nồm nữa. Bởi vì sao? Bởi vì mới với máy hút ẩm nó sẽ giải quyết được tất cả các vấn đề liên quan đến nồm ẩm của nhà mình nhé. Đây ạ. Với máy hút ẩm thì bên em có của nhiều thương hiệu như là của Elect này, của Cosman, của Panasonic hay là của Sharp, đều là những thương hiệu đầu ngành về các dòng máy hút ẩm của nhà mình nhé. Thì tùy thuộc vào cái diện tích phòng của các bác mà các bác có thể lựa chọn những chiếc máy hút ẩm làm sao cho nó phù hợp nhất. Ví dụ như một chiếc máy hút ẩm 20 lít sẽ dùng cho phòng có diện tích rơi vào là khoảng 50m². Ví dụ như dòng của Sharp có thêm lọc ion cho các bác. Đặc biệt là với cái dòng này thì nó còn hong thêm khô cả quần áo cho nhà mình nữa. Và giá sẽ dao động cho các bác vào khoảng 7 triệu. Đấy là với cái dòng của Sharp. Hoặc là các bác muốn mua kết hợp giữa lọc không khí và hút ẩm thì cũng có khá là nhiều các thương hiệu. Ví dụ như là các bác muốn mua lọc không khí của tạo ẩm kết hợp với của hãng Electrolux với model là EDH14TRBD2. Mẫu này thì sẽ là công suất 27 lít cho các bác một ngày. Thì phòng của các bác thì nó sẽ rơi vào cho các bác là khoảng 58m², thì giá của nó sẽ dao động cho cả nhà khoảng 9 triệu. Bên cạnh đó thì những cái phòng mà có diện tích nhỏ hơn thì vẫn sẽ có những chiếc máy hút ẩm nhỏ đáp ứng được cái nhu cầu của các bác. Những cái dòng nhỏ như là của Fuji Air với công suất 14 lít dùng cho các phòng có khoảng diện tích rơi vào là khoảng 20m cho đến khoảng hơn, hay là của Kangaroo. Nói chung là giá rất là tốt để phục vụ cho các bác nhé. Thì các bác cần tư vấn về bất cứ mã nào, các bác có thể để lại bình luận cho siêu thị điện máy Ecomart để bên em hỗ trợ tư vấn, hoặc các bác nhấc máy lên gọi điện trực tiếp tới hotline bán hàng với số điện thoại là 0974178586 ạ. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.